những tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Sau chiến tranh thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng trải qua giai đoạn tinh giản số lượng. Tuy nhiên, các công ty quốc phòng trên thế giới vẫn hoạt động một cách sôi động với các hoạt động nghiên cứu, chế tạo và buôn bán vũ khí khắp toàn cầu, tạo ra cuộc cạnh tranh khá khốc liệt. Và trong cuộc cạnh tranh ấy, Mỹ vẫn chiếm ưu thế khi những công ty sản xuất vũ khí hàng đầu trong 2019 xét theo doanh thu đều thuộc sở hữu của quốc gia này. Tập đoàn Lockheed Martin. Lockheed Martin được thành lập bởi sự sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta vào năm 1995, là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật quốc phòng tân tiến. Trước đó, công ty Lockheed từng sản xuất nhiều vũ khí thời Thế chiến thứ hai, nổi bật là máy bay chiến đấu P-38 Lightning, sản xuất theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ. Trong khi đó, Martin Marietta đã tham gia thị trường vũ khí rất sớm từ thời Thế chiến thứ nhất, với những sản phẩm nổi bật là máy bay B-26 Marauder và hàng loạt tên lửa cho không quân, lục quân Mỹ và NASA. Sau khi được sáp nhập, Lockheed Martin đã trở thành một khối hợp nhất, mạnh mẽ và không ngừng vươn xa nhờ được sự ưu ái của chính phủ Mỹ. Trải qua nhiều thập kỷ, Lockheed Martin vươn lên trở thành công ty quốc phòng hàng đầu trên thế giới. Doanh thu mỗi năm của tập đoàn vượt mức 40 tỷ đô, tuyển dụng hơn 120.000 nhân viên. Công ty xâm nhập gần như mọi ngõ ngách của thị trường vũ khí toàn cầu. Tập đoàn Lockheed Martin ngày nay là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều máy bay quân sự nổi tiếng của Mỹ. Chẳng hạn, máy bay do thám SR-71 nổi tiếng với tốc độ nhanh đến mức có thể bay từ New York tới Los Angeles chỉ trong 1 giờ. Đặc biệt phải kể đến siêu tiêm kích F-35 Lightning II, sự kết hợp giữa tính năng tàng hình tiên tiến với tốc độ, khả năng siêu cơ động, hệ thống cảm biến hiện đại, khả năng truyền và chia sẻ dữ liệu, mang đến cho phi công lợi thế trên tất cả các đối thủ. F-35 được coi là xương sống trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Washington nhờ cơ chế tránh radar tiên tiến. Đặc biệt, một trong những công nghệ giúp F-35 thống trị bầu trời và trở thành nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ lực lượng quân đội nào chính là khả năng tiếp nhiên liệu trên không, giúp mở rộng tối đa phạm vi hoạt động. Chính vì lẽ đó, chi phí để trang bị máy bay này vô cùng đắt đỏ. Được biết, Mỹ đã phải bỏ ra tới 1.400 tỷ để mua và duy trì hoạt động của một tổ hợp siêu tiêm kích F-35 gồm khoảng 2.400 chiếc. Ngoài ra, Lockheed Martin cũng phát triển các loại vũ khí khác, bao gồm cả tên lửa không đối đất Standoff, loại tên lửa có tầm bắn xa, cho phép máy bay tấn công các mục tiêu từ bên ngoài khả năng của các hệ thống tên lửa phòng không. Chính vì sản xuất những loại vũ khí tối tân như thế mà Lockheed Martin đã trở thành bạn hàng của rất nhiều nước trên thế giới, qua đó đạt được doanh thu khủng. Năm 2019, công ty vũ khí này có doanh thu lên tới 53,2 tỷ đô la. Tập đoàn Boeing. Boeing do William E. Boeing và George Conrad Westervelt sáng lập ngày 15 tháng 7 năm 1916 tại thành phố Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Ban đầu hãng lấy tên là B&W theo chữ cái của hai nhà sáng lập, sau đó đổi tên Pacific Aero Products. Năm 1917, công ty chính thức đổi tên thành Boeing Airplane Company. Trải qua quá trình mua bán sáp nhập liên tục, hiện tại, trụ sở chính của Boeing đặt tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Boeing đã nổi tiếng từ lâu với vai trò nhà sản xuất các máy bay ném bom hàng đầu. Thời Thế chiến thứ nhất, Boeing tập trung vào dòng thủy phi cơ. Đến Thế chiến thứ hai, tập đoàn sản xuất những pháo đài bay B-17 Flying Fortress và B-29 Super Fortress, hai loại máy bay ném bom chính chống lại quân đội đế quốc Đức và Nhật. Đến đầu giai đoạn chiến tranh lạnh, Boeing cho ra đời các máy bay B-47 Stratojet và B-52 Stratofortress. Cũng như Lockheed, Boeing trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn vào đầu thập niên 1970. Sau đó hãng bắt đầu thu về nhiều hợp đồng ở mảng hàng không dân dụng. Ngày nay, Boeing đạt được doanh thu hàng chục tỷ đô la từ hợp đồng với quân đội các nước. Các máy bay do Boeing sản xuất xuất hiện trong lực lượng không quân của nhiều quốc gia. Năm 2011, Boeing chiến thắng một hợp đồng giá trị lớn để sản xuất phi đội máy bay tiếp dầu trên không thế hệ mới cho không quân Mỹ. Năm 2019, doanh thu của hãng chạm mức hơn 33,6 tỷ đô. Tập đoàn Raytheon. Raytheon được thành lập năm 1922 với tên ban đầu là American Appliance Company, chủ yếu sản xuất đèn điện tử chân không. Không như nhiều công ty quốc phòng khác, Raytheon xây dựng việc kinh doanh dựa trên sản xuất các thiết bị riêng lẻ, chứ không phải sản phẩm hoàn chỉnh,
bao gồm động cơ máy bay, hệ thống điện tử hàng không, cấu trúc hàng không, an ninh mạng, tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái. Suốt giai đoạn Thế chiến thứ hai, Raytheon trở thành công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất radar. Đến nay, đây vẫn là ngành giúp công ty thống lĩnh thị trường. Trong thời chiến tranh lạnh, Raytheon bắt đầu tham gia sản xuất tên lửa và trở thành một trong những nhà cung cấp tên lửa chủ chốt của quân đội Mỹ. Kể từ thập niên 80, Raytheon đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực công nghệ phòng thủ tên lửa. Những sản phẩm dấu ấn của công ty là tên lửa Tomahawk, Sparrow và hệ thống phòng thủ Patriot. Chính vì là nhà sản xuất linh kiện quốc phòng hàng đầu thế giới, nên trong những năm qua, Raytheon đã trở thành đối tác không thể thiếu đối với các công ty sản xuất vũ khí trên toàn thế giới. Các linh kiện do Raytheon sản xuất được nhiều nền quân đội ở châu Âu và châu Á đặt mua, giúp công ty đạt doanh số bán hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Trong 2019, công ty này thu về doanh thu hơn 25 tỷ đô. Tập đoàn General Dynamics. Tiền thân của General Dynamics là công ty Holland Torpedo Boat, hoạt động từ cuối thế kỷ 19. Lúc này, công ty tập trung vào việc đóng tàu ngầm và các tàu nhỏ. Đến năm 1899, Holland Torpedo Boat đổi tên thành Electric Boat. Sau một thời gian tập trung sản xuất cho hải quân, Electric Boat bắt đầu phát triển sản phẩm hàng không vào giai đoạn 1940-1950. Năm 1952, Electric Boat đổi tên thành General Dynamics, kiểm soát nhiều dự án vũ khí lớn như B-16 Peacemaker, B-58 Hustler, F-102 Delta Dagger và F-106 Delta Dot. General Dynamics là công ty sản xuất máy bay tấn công chiến thuật F-111 Aardvark. Tuy nhiên, sản phẩm thành công nhất của công ty là F-16 Fighting Falcon, loại máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm của nhiều lực lượng không quân trên thế giới. Sau này, General Dynamics không còn tiếp tục chương trình F-16, nhưng hãng vẫn đều đặn nhận các hợp đồng lớn. Theo đó, chỉ riêng năm tài khoá 2012-2013, loại phi cơ siêu thanh F-16 có khả năng mang bom hạt nhân đã có doanh thu tới 1,43 tỷ đô. Sau đó, Lầu Năm Góc đã không ngừng tăng đơn đặt mua lượng máy bay tiêm kích F-16 từ 1.388 chiếc lên 1.985 chiếc. Tại nước ngoài, gần 1.000 chiếc F-16 đã được duyệt bán cho các thành viên trong khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như cho nhiều quốc gia như Israel, Ai Cập. Việc sản xuất phi cơ cho không lực chiếm phần lớn nhất trong ngân sách thường niên của General Dynamics với gần 2 tỷ đô một năm, theo sau là mảng tên lửa cùng các kỹ thuật phòng không, tàu chiến và tàu ngầm, có tổng cộng 99.500 nhân viên làm việc trong hãng này, với trụ sở chính đặt tại thị trấn West Falls Church, tiểu bang Virginia, không xa Lầu Năm Góc là mấy. General Dynamics còn tham gia vào việc sản xuất các tên lửa đẩy cho NASA, tiêu biểu là loại hỏa tiễn Centaur. Ngoài ra, từ đầu thập niên 1980 trở lại đây, hàng năm, hãng luôn sửa soạn ít nhất 5 cuộc phóng tên lửa theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ, đưa các vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo. Chẳng hạn, năm 2015, gần 2,7 tỷ đô đã được General Dynamics chi riêng cho khoản sản xuất tên lửa đẩy này. Tập đoàn có kết quả kinh doanh khả quan trong 2019, đạt tới hơn 24,5 tỷ đô la doanh thu. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.